Hello, xin chào các fly. Hôm nay chúng ta sẽ đến với những đơn hàng hàng ngày. Hôm nay sẽ có những hàng gì đặc biệt nào? Yeah, go! Nhất tỷ thì phim chủ bay chỉ còn 4 cây mà thôi. Một bạn Lê Tiến Hoa đến từ đảo Faradis. Wow, ngay cả làng lá tổng bộ hải quân bây giờ đến cả Faradis cũng đặt hàng rồi. Một Tanjiro rèn kèm để. Một cây gỗ bạn ơi. Tanjiro làng thợ rèn kèm đế của bạn đây. Tới luôn và thêm quà cho bạn Lê Tiến Hòa. Bằng gỗ dao 1 mét có chữ Việt ở đây, trông rất đẹp. Thứ hai, bạn Trường đẹp trai Nam Định. Một chanh treo thủy trụ. Chanh treo thủy trụ cho bạn Trường đẹp trai nha. Ngon lành ngay. Bạn Lê Hữu Phú Đức Hòa Long An. Một hộp quà gây xin pháp màu tím. Thật ra nó là màu đỏ. Mọi đơn hàng trước khi gua ra bạn hãy nhớ quay phim lại nha. Nếu hàng lỗi, hàng thiếu, hàng có vấn đề gì bay đều có bảo hành. Vì vậy hãy quay video trước khi gua hàng. Và bay luôn có quà tặng bạn trong mỗi đơn hàng. Bạn Phúc Xuân Hải. Ôi những cái tên quen thuộc. Ở sông cầu Phú Yên. Một cây kiếm viêm trụ và một cây kiếm phong trụ mini. Một kiếm viêm trụ, một kiếm phong trụ mini. Tới luôn cho bạn Phúc Xuân Hải. Bạn Nguyễn Hữu Bắc ở Đồng Nai. Một cuốn sổ One Bi. Đây chính là sổ One Bi các bạn ạ. Có một số poster hình dáng và giấy để viết ở đây. Bạn Phan Văn Nhân, Châu Phú, An Giang. Wow. 20 thẻ waifu loại 3, 20 thẻ waifu loại 1. Ngon ngay. 20 thẻ waifu loại 3, 20 thẻ waifu loại 1. Kèm theo đó là những món quà ngẫu nhiên của bay. Chúc bạn kiếm được những em waifu hiếm hiếm xinh xinh nha. Ui, bay cũng thích waifu lắm. Bay có nguyên bộ sưu tập waifu luôn. Bạn Trần Tiến Hoàng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đắk Lắk là chỗ của bay mà. 2 thẻ waifu loại 1, 5 sợi và quay một móc khóa kê, một chứng nhân phẩm chung. Wow, cái này đúng là đơn hàng của bên shop rồi. Móc khóa kia nở kho bài đã hết từ đời nào mất rồi. Sỏi già quang cũng vậy. Nhưng bay còn thẻ waifu loại 1 và chứng nhân phẩm may mắn có fit và đồ ngẫu nhiên ở trong. Nếu nhân phẩm của bạn cao ngất, bạn sẽ trúng những món cực kỳ xịn sò. Bạn Trần Lê Trọng Tín, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Một kiếm viêm gỗ. Đây rồi. Kiếm viêm gỗ của bạn đã được gửi đây rồi nha. Đây chính là cây làm mẫu về viêm gỗ. Lưỡi toàn là lưỡi đó chứ. Và đơn hàng nào cũng đã có quà tặng kèm. Nhớ quay video trước khi khui hàng bạn nhé. Bạn Nguyễn Trần Gia Huy, Đồng Nai. Một viêm gỗ không đế. Đây rồi. Hàng của bạn cũng đã được gửi đi rồi. Bay chỉ còn khoảng 3-4 cây để làm màu mà thôi. Tới hàng và thêm quà cho bạn Huy, bạn Tín nha. Bạn Phan Minh Chí, Tây Ninh. Thẻ waifu loại 3x1, loại 5x15 và một album waifu. Thẻ waifu loại 3x1, thẻ waifu loại 5x15. Cái loại 5 này ngoài việc có nhiều tấm ra, nó còn là những tấm hiếm nữa. Cuối cùng là một cái sổ album waifu. Ê, để chứa những cái thẻ nhân phẩm waifu ở trong này. Chúc bạn may mắn. Bạn Phương Trân Đà Nẵng. Thẻ Kimetsu loại 5x1, loại 2x1, Naruto loại 2x5, One Piece loại 3x1. Thẻ Kimetsu loại 5x1, Kimetsu loại 2x1, Naruto loại 2x5. Cuối cùng là One Piece loại 3x5. Thêm quà và tới cho bạn Trân. Chúc bạn có những cái thẻ may mắn. Bạn Nguyễn Thị Kim Liên, Vũng Tàu, Bà Rịa. Thẻ Naruto loại 1x10. Naruto loại 1, số lượng nhân 10 cho bạn Liên nha. Tới cho Kim Liên luôn. Bạn Hoàng Đình Long, Quảng Ninh. Một chanh treo thủy trụ. Ái chà, lại là chanh treo thủy trụ đây. Rất mịn và đẹp phải không nào? Ấy, còn phải đó. Bạn Vũ Tiến Lộc, Hà Long, Quảng Ninh. Một kiếm viêm 25cm và một kiếm thủy 25cm. Còn kiếm viêm 25cm thì đây. Tới hàng cho bạn Vũ Tiến Lộc. Bạn Hoàng Khải Anh, Dĩ An, Bình Dương. Wow, một Genitsu gỗ không đế. Đây chính là một Genitsu gỗ không đế. Kiếm của Genitsu dài 1 mét, có những đường xét rất là dài luôn. Cùng với kiếm viêm trụ và tanh thả ren, kiếm gen là một trong những cây bán chạy nhất của bay. Ây, số lượng về mỗi lần cũng không quá 20 cây. Gen rất là đẹp phải không nào. Bạn Trinh Trần, Nhân Trạch, Đồng Nai. 4 thẻ Kimetsu loại 2. Tới luôn cho bạn Trinh Trần nghe. Ui, sắp mưa rồi. Ngay ngoài cửa không biết xét có quýnh bay không nữa. Dạo này làm nhiều việc xấu nên hơi rén. Và cuối cùng là ai nào, Bạn Hoàng Nhật Huy, Phước Long, Nha Trang. Một cái xương sống thiên không. Xương sống thiên không cho bạn Hoàng Nhật Huy. Cây thương thiên không trong cây xìm phát nè. Tới hàng cho bạn Huy luôn. Và đơn bạn Huy là đơn cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye. Bye bye bye. Chăm chăm.